Đây là Coi68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với podcast DeFi Discussion và chúng ta lại được gặp nhau trong một tuần mới và có cơ hội để trò chuyện với nhau những cái thông tin và những cái góc nhìn thú vị xoay quanh thị trường DeFi. Và DeFi Discussion lần này sẽ có một thay đổi hết sức là thú vị. Một vị khách mời lần đầu tiên đến với cái series podcast này và có thể coi là một làn gió mới. Xin chào chị Cameron. Chắc là sẽ để chị Cameron giới thiệu một xíu về mình với các bạn đang nghe DeFi Discussion ha. Hello Nguyên và hello các bạn đang nghe podcast DeFi Discussion. Thì hôm nay là mình rất vui khi mà được Nguyên mời tham gia cái buổi discussion với các bạn trên sóng DeFi Discussion. Thì tên của mình thì mọi người có thể gọi là Cameron cho nó dễ. Thì hy vọng rằng mình sẽ có một cái buổi trò chuyện vui vẻ trong ngày hôm nay. Ok, nếu mà theo dõi cái series bài viết, những cái nội dung mà chị Cameron chia sẻ ở trên website của Coi68 thì anh em sẽ thấy là phần lớn những cái nội dung sẽ xoay quanh cái kỹ thuật phân tích những cái dữ liệu on-chain và làm sao để mình có được những cái thông tin hữu ích nhất từ cái nguồn dữ liệu này. Thì thực sự ra là cái chủ đề on-chain thì chúng ta có rất là nhiều những cái tập, những cái cột mốc chúng ta đã đề cập đến cái từ khóa này rồi. Tuy nhiên là trong tập tuần này thì cái on-chain này sẽ được kết hợp với rất nhiều những cái động thái, những cái thông tin, những cái tin tức mới nhất của thị trường để làm sao để chúng ta có được những cái góc nhìn mới hơn về cái công cụ này. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng có những cái cập nhật nó sát sao với diễn biến của thị trường. Rồi thì chắc là câu hỏi đầu tiên cho chị Cameron đi. Đó là thường thì với những vị khách mời đến với DeFi Discussion thì em sẽ hay hỏi là tại sao họ chọn cái hướng tiếp cận, một cái hướng tiếp cận cụ thể nào đó. Thì với chị Cameron, tại sao chị có những cái quan tâm rất là mật thiết đến cái cách tiếp cận on-chain này? Cái cơ duyên nào đưa chị đến cái cách tiếp cận là chúng ta sẽ dựa vào những cái dữ liệu trên on-chain? Ok, thì thật ra là cái câu chuyện của chị thì nó cũng khá là dài. Thì chị phải nói là thật ra thì chị vào thị trường vào năm 2021 á, nhưng mà cái giai đoạn ban đầu chủ yếu của chị cũng là trading giống như đa số mọi người. Thì chị cũng có tham gia thêm nhóm, nhưng mà dần dần một cái thời gian khá là dài á, thì chị thấy nó không có khả quan. Và xong sau đó thì chị cũng bắt đầu là tìm hiểu thêm tin tức nè, hiểu sâu hơn về các sản phẩm ở trong cái thị trường blockchain và cũng như là crypto, thì chị mới thấy rằng nó sẽ rất có tiềm năng và nó sẽ càng ngày càng phát triển hơn nữa. Thì lúc đó thì chị bắt đầu là đắn đo, cũng như là với cái tình hình công việc hiện tại trong cái lĩnh vực truyền thống của mình á, thì chị không biết là mình có nên là nghỉ hẳn công việc này để mà mình nhảy qua một cái ngành mới hay không, hay là mình sẽ phải bắt làm vừa làm việc truyền thống này, song song đó thì mình tự đầu tư thêm. Thì cũng may mắn là có một dịp chị được nói chuyện với một người bạn của mình ha. Thì bạn cũng làm trong cái ngành Web3, thì bạn có chia sẻ cái môi trường ở trong Web3 nó rất là có nhiều cơ hội nữa để mà nó phát triển hơn này, và cũng như là những cái con người trong cái môi trường này họ là những người rất là giỏi và cái cơ hội để mà mình tiến xa hơn nữa nó sẽ rất là nhiều. Thì giống như là đó cũng giống như là một cái động lực để mà thôi thúc chị hơn nữa để mà bắt tay vào, để mà mình phải tìm một cái gì đó để mà mình nhảy qua một cái ngành mới á. Thì lúc đó thì cũng may mắn là chị có lướt Twitter, thì chị có thấy một cái bạn là DeFi Mochi á, là một cái bạn cũng chuyên phân tích dữ liệu on-chain, đặc biệt là bạn hay dùng DUN. Thì lúc đó bạn cũng mới, cũng chưa có nhiều người biết tới, thì bạn có giới thiệu cho những người follow của bạn là bạn bắt đầu với DUN như thế nào nè, cái tài liệu nó ra sao. Thì khi mà chị xem á, chị mới thấy được là đây sẽ là một cái giống như là một cái công cụ để giúp cho mình nhảy qua cái lĩnh vực Web3 nó dễ dàng hơn, nó có lợi thế hơn so với những người khác. Thì lúc đó cái giai đoạn đó là kiểu giống như là 3 tháng chị chỉ ăn ngủ với lại DUN thôi á. Tức là chị lên làm DUN nè. Tết mà em nghĩ đi, cái giai đoạn đó cũng là Tết. Chị chỉ ở nhà, đi thăm ông bà xong là ở nhà, về nhà làm DUN, làm chung với bạn. Cứ suốt ngày cắm mặt vô vi tính để làm DUN, tìm hiểu là vì sao, để làm sao mình giải quyết được những cái vấn đề đó. Rồi cũng như là lên trên cái cộng đồng của DUN á,
mình không biết cái gì thì mình hỏi những cái bạn nhân đó, họ sẽ giải đáp với mình. Từ từ thì cái kỹ năng của chị nó cũng phát triển hơn. Thì sau qua Tết, chị quyết định là ok, mình đủ tự tin để mà mình nghỉ công việc truyền thống rồi, và chị đi xin việc làm trong những cái công ty chuyên về on-chain. Thì lúc đó là mới bắt đầu cái lộ trình thực sự là làm quen nhiều hơn với những cái tool on-chain, nó hiểu deep dive nhiều hơn nữa. Thì đó là cái con đường của chị. Ok, vậy thì bên cạnh Dune đi, chắc chắn là có rất là nhiều những cái công cụ hữu hiệu trong cái mạng theo dõi on-chain này, thì chị hay sử dụng cái công cụ nào? Và nếu mà được chọn ra một cái công cụ duy nhất á, tức là chị cứ liệt kê ra những cái công cụ chị xài hàng ngày đi, để cho các bạn đang theo dõi có thể tiện gọi là tham khảo. Nhưng mà từ cái góc nhìn của chị, nếu mà chị được chọn một cái tool duy nhất, coi như là cái nó có một cái quyền năng gì đó, nó có một cái gì đó nó rất là đặc biệt, thì cái tool nó sẽ là cái gì? Ừ, ok ha. Thì khi mà chị làm việc với on-chain á, chị sẽ sử dụng không chỉ một tool mà nhiều tool. Ví dụ như chị hay dùng nhất là Etherscan hoặc là BSC Scan để mà mình track giao dịch á. Xong sau đó tiếp theo là chị dùng Arcam Intelligence, bởi vì nó Arcam á, nó sẽ hay hơn cái Explorer một cái là nó có label cho mình để mình biết cái ví này của ai, mình cũng không cần phải double check khá là quá là nhiều. Và đồng thời chị cũng sử dụng Watchers hay là gọi là bản pro ấy, thì nó sẽ cho mình những cái insight tốt hơn. Thì ban đầu, cái giai đoạn ban đầu mà chị hay dùng là bởi vì những cái tool này nó free đó, kiểu mình là một người mới mà mình cũng đang trải nghiệm những cái tool nữa mà, thì mình không biết là nó có giúp ích được nhiều cho mình hay không. Thì đây là những cái tool mà chị thấy nó rất hữu ích và chị cũng thường xuyên dùng tool nữa. Nói chung là đây là những cái tool mà chị hay kết hợp với nhau. Rồi còn cái câu hỏi mà em nói là nếu mà được chọn một cái tool duy nhất á, thì chắc chắn là chị sẽ chọn với Dune. Thì nó có hai cái lý do. Thứ nhất nha, thứ nhất là thật ra Dune á là một cái tool mà cái nền tảng dữ liệu mà mình nói là nó được xây dựng bởi cộng đồng, tức là như thế này, nó cho mình cái nguồn data, còn cái việc mà đưa ra những cái chỉ báo hay insight gì đó là do cộng đồng sáng tạo nó, build và customize nó. Thì khi mà mình làm việc với nó đó, thì không chỉ, tức là mình sẽ không thụ động á, là mình cũng phải vừa hiểu được cái dự án nó như thế nào nè, mình phải biết là mình muốn lấy cái insight gì từ từng cái dự án mà mình đang theo dõi để mà mình build, mình customize nó hơn. Nó sẽ phát triển cho em cái thứ nhất là cái kỹ năng về người ta gọi là phân tích cơ bản á, xong rồi mình cũng giống như là mình tự sáng tạo cái đầu óc mình lên hơn nữa. Thì đó là cái lý do mà chị chọn. Em thấy tool nó, cái tool nó sẽ yêu cầu người ta phải có một cái foundation cơ bản về cái SQL, cái ngôn ngữ truy vấn đó. Cái đó có phải là cái rào cản cho nhiều bạn mới đến với cái mạng này không? Ừ, thì là như thế này, khi mà chị bắt đầu với tool á, thật ra chị cũng chẳng biết SQL là gì đâu. Nói chung là người ta nói tool nó chỉ đâu đó chiếm khoảng 20-30% thôi. Cái quan trọng còn lại là cái mình hiểu cái dự án nó như thế nào, mình cái dự án, cái dòng chảy dữ liệu nó sẽ ra sao, thì cái đó mới là quá quan trọng. Thì cái SQL em chỉ cần học những cái cơ bản, hoặc là song song đó là em có thể coi những cái bạn như là DeFiMochi hoặc là những cái wizard. Ví dụ mình không biết cái gì đó, mình cứ vào đuôn mình hỏi, thì sẽ luôn có cái người support mình về cái phần mà SQL đó, SQL á. Thì nó sẽ không quá là quan trọng trong cái, chị nghĩ nó không phải là rào cản đâu. Ok, thì nãy chị có đề cập đến một cái chi tiết, đó là thường thì những cái tool nó chỉ là một cái công cụ hỗ trợ thôi. Và cái insight, thực sự cái kiến thức mình hiểu về cái ngành nó như thế nào thì nó sẽ quyết định cái kết quả đưa ra dựa trên những cái dữ liệu, dựa trên những công cụ đó. Thì có một cái case này, có một cái trường hợp rất là đặc biệt mà trước khi thu cái podcast này thì mình với chị Cameron cũng có gọi là vô tình thấy thôi. Đó là cái case của cái on-chain của Bitcoin á. Thì nhiều anh em thì chắc có thể là sẽ quen với Etherscan, thì sẽ dễ đọc những cái thông tin, những cái chi tiết liên quan đến từng cái giao dịch on-chain ở trên cái blockchain của Ethereum. Nhưng mà với cái Bitcoin á, thì có thể nó hơi khác xíu, và bản thân mình khi mà tìm hiểu về cái câu chuyện này thì cũng thấy là có một cái vùng kiến thức cũng khá là hay. Thì chắc là nhờ chị Cameron chia sẻ lại về cái case này cho các bạn đang nghe DeFi Discussion. Ok, thì cái case này thật ra là hôm bữa sau một
loạt cái sự kiện mà SEC kiện Binance nè, rồi Binance rút giấy phép hoạt động tại một số nước ở khu vực châu Âu đi ha, thì chị có thấy được là Binance Street, một cái dòng street là bên Binance sẽ chuyển 15.000 BTC tới một cái ví nào đó, và cái ví đó nó bên Binance cũng công bố public lên cho mọi người. Thì xong sau đó là một cái account Twitter khác họ lại nói rằng Binance họ nói là họ chuyển 15.000 đi đúng không? Nhưng mà thực tế khi mà người ta check cái giao dịch đó, người ta lại thấy nó còn có thêm 115.000 nữa được chuyển tới một cái ví khác. Thì đó là cái case của cái on-chain Bitcoin mà mình nói tới. Thì thật ra đối với Bitcoin thì nó dùng cái model gọi là UTXO, Unspent Transaction Output. Thì cái khái niệm của nó có nghĩa là một đơn vị tiền mã hóa còn lại trong một giao dịch và có thể được dùng cho cái giao dịch khác. Thì trong giao dịch của BTC mình sẽ luôn có đầu vào và đầu ra. Thì dễ nói như một cái ví dụ dễ hình dung nè, một cái ví dụ nó dân dã hơn, tức là ví dụ như trong túi chị có 20.000 và chị muốn đưa cho em 10.000 đi đúng không? Thì rõ ràng là 20.000 đó mình không thể tách ra được. Thì khi chị sẽ lúc đó thì chị đưa cho em cái phần tiền của chị và lúc đó em sẽ thối lại cho chị 10.000 đúng không? Thì trong trường hợp đó của BTC cũng vậy. Thì cơ chế UTXO nó y chang như vậy, tức là chị trong ví chị có tầm 5 BTC thôi ha. Thì cái 5 BTC đó gọi là input và chị muốn chuyển cho em 2 BTC. Thì khi đó đó 5 BTC của chị nó sẽ được chuyển ra khỏi ví của chị và theo cái cơ chế của UTXO á, nó sẽ 5 BTC đó thì 2 BTC nó sẽ được chuyển tới ví của em. Còn 3 BTC còn lại mình gọi là một cái change á, nó sẽ chuyển ngược lại về ví của chị. Thì trong cái giao dịch đó mình sẽ có hai output là 2 BTC chuyển đến cho em và 3 BTC còn lại chuyển ngược về cho chị. Nhưng mà ở đây á, trong cái trường hợp của Binance nó sẽ thấy là cái hai cái output của trong ví của Binance là hai cái ví khác nhau và nó cũng không có chuyển ngược lại về bất cứ một cái ví nào mà nó chuyển nó không chuyển về một cái ví cũ đã đánh dấu là của Binance. Đúng rồi, nhưng mà thật ra cái ví đó là của Binance, bởi vì khi mà mình track giao dịch á, tất cả các ví mà chuyển 130.000 đi đều là của Binance, nhưng mà có lẽ là những cái công ty blockchain.com hay là gì đó nó vẫn chưa mark label cho cái ví đó và 115.000 BTC vẫn còn nằm trong cái ví đó. Thì cái đó là UTXO, là cái của BTC về mạng lưới Bitcoin ha. Còn cái mà mình hay thấy, mình hay tra trên Etherscan, Etherscan thực ra nó là account model. Thì hình dung như thế này, giống như nó là một cái cơ chế giống như là trong cái bank account của mình vậy đó. Chị có 100.000 đồng trong cái tài khoản ngân hàng của chị và chị muốn chuyển cho em 50.000 thì nó sẽ bốc đúng cái phần 50.000 đó trong cái balance của chị chuyển đi thôi, chứ nó không có chuyển hết 100.000 đó. Thì đó là hai cái sự khác nhau giữa UTXO và account model. Vậy thì chị nghĩ cái phạm vi sử dụng của cái phân tích on-chain này nó được giới hạn ở những phạm vi như thế nào? Tại vì cá nhân em thì đúng là mọi cái công cụ nó sẽ có những cái ứng dụng riêng của nó, nhưng mà về cơ bản chúng ta thấy là rõ ràng là cái on-chain nó phải có một cái action gì đó đúng không? Tức là cái ví cá voi đó hoặc là một cái đơn vị nào đó lớn và có sức ảnh hưởng trong thị trường, họ phải có một cái action nào đó thì mình mới có cái dữ liệu on-chain để mình tracking. Và nếu như vậy á, thì từ cái góc nhìn của em thì nó sẽ gần như là mình sẽ bị mình phải follow và mình sẽ bị chậm. Thì với chị thì chị nghĩ cái công dụng của on-chain nó sẽ được ứng dụng ở những cái phạm vi như thế nào và cho những cái trường hợp cụ thể như thế nào? Thì thực ra cái phạm vi của on-chain, tức là nói on-chain tức là mình phải thấy được cái dữ liệu đúng không? Thì cái on-chain này nó sẽ bị hạn chế trong cái phạm vi là những cái dữ liệu off-chain, hoặc là em muốn track dữ liệu của những cái công ty nó có cái blockchain riêng á thì mình sẽ không track được. Cái thứ hai nữa là nói về phạm vi và về kỹ năng đi, thì nếu mà mình nói on-chain nhưng mà mình chỉ check cái giao dịch kiểu ví A chuyển bao nhiêu token hoặc là số lượng bao nhiêu cho ví B, hoặc là ví của một con cá này chuyển lên sàn, nhưng mà mình không có biết được cái giống như cái context hoặc là nó có liên quan lại cái tin tức gì hay không, thì nó cũng sẽ không có ý nghĩa. Thì thay vì vậy, nếu mà on-chain nó, chị thấy là nó sẽ thực sự hiệu quả khi mà mình kết hợp được những cái kỹ năng giống như là mình
có yếu tố của tin tức nè, đó. Rồi mình xem là có những cái post hay là những cái sự kiện gì đáng lưu ý xảy ra đối với những cái giao dịch đó hay không, thì lúc đó mình sẽ mới đưa ra được những cái insight nó hay cho cái dữ liệu on-chain. Bởi vì hàng ngày không biết có bao nhiêu là cái on-chain, giao dịch on-chain nó xảy ra thì không thể nào là lúc nào mình cũng kêu à phía này chuyển như đó thì nó rất là vô nghĩa ấy. Bản thân em thì thực ra nếu mà nói thẳng ra là để theo dõi những cái tweet mà của cái này nó hơi mâu thuẫn nha, cái này nó hơi gọi là gây tranh cãi nha, tức là khi mà theo dõi rất là nhiều những cái tweet á thì nhiều khi có những cái giao dịch mà nó cũng về cơ bản mình thấy nó cũng không nhiều cái token nó cũng không quá là phổ biến và các cái số lượng nhiều khi nó cũng không quá là lớn so với cái market cap của cái đồng đó, nhưng mà nhiều bên họ vẫn cũng flood cái tweet đó lên, tức là họ đẩy cái tweet đó lên và nếu như mà mình không có một cái bộ lọc đó thì cái đó nó rất là đôi khi nó cho mình cái thứ nhất là cái nhiễu cái thông tin, và cái thứ hai là nếu mà với cái vai trò của một người mà lướt Twitter nhiều thì cảm thấy sẽ khá là phiền. Thì đó là cái góc nhìn của em về cái on-chain này. Nhưng mà hồi nãy chị có nói một cái yếu tố khá là hay, đó là mình có thể sử dụng cái on-chain này để mình check lại cái một cái thông tin nào đó, tức là một cái phút ví dụ như của Binance về cái việc mà họ chuyển tiền đi, thì có thể mình thấy là có một vài cái tài khoản họ phút chẳng hạn, thì mình có thể ứng dụng cái on-chain này, cái thông tin như là những cái hiểu biết của mình về cái on-chain đó để mình check lại cái food xem là nó food có đúng hay không đó, hay là nó chỉ là đơn giản chỉ là gọi là tin đồn thôi. Cái ứng dụng này cũng khá là hay. Chị có nghĩ là cái on-chain này nó ứng dụng cho một vài cái quyết định đầu tư không, hay là nó chỉ là một cái công cụ để check cái độ tin cậy của một cái thông tin nào đó? Ừ, thì thật ra chị nghĩ nó sẽ là cả hai á, tức là em vừa double check cái thông tin mà người ta đưa ra đúng không, cái tiếp theo nữa là mình cũng sẽ có được những cái quyết định đầu tư dựa vào những cái phân tích on-chain đó. Chị nói cụ thể, ví dụ như em đầu tư NFT, em trade á, hoặc là em chơi GameFi, thì tại vì chị đã từng build một cái dashboard cho GameFi và chị áp dụng nó vào cái việc đầu tư của mình, thì nó cũng giúp cho chị đưa ra các quyết định đầu tư đúng đắn. Tức là với chị, ví dụ trường hợp một con GameFi đi, thì chị sẽ đưa ra những cái indicator chị muốn biết rằng à, tại vì nó giao dịch NFT off-chain á, nên chị có thể track được rằng cái lượng tiền mà nó deposit vào, hoặc là cái new user đó interact với cái một cái địa chỉ ví chủ của cái dự án đó, tương tác đó, thì để chị biết rằng à, cái game này, cái thời gian này mình chưa đầu tư nè, thì cái giai đoạn này có nhiều người mới hay không, người ta có đếp tiền vào để mà chơi game hay không. Thì khi mà chị thấy được nó như vậy thì chị ok, cái game này vẫn còn khá là hot, vẫn còn hot ấy, tức là mình có thể đầu tư được, chứ không phải là à mình nhìn vô cái đó mình thấy trời ơi sao cái đoạn này sao không có new user gì hết, toàn mà cũng không có thấy tiền đếp vào, thì nếu mà mình vào thì đâu còn thanh khoản nữa, hoặc là đúng không, thì rất là khó đó. Thì nó cũng giúp cho mình đưa ra được cái quyết định đầu tư, nhưng mà nó không phải là 100% chắc chắn. Mình cũng phải kết hợp với những cái yếu tố. Nhưng mà em hỏi cái này nó hơi xen ngang một xíu, tức là cái dashboard thì chị build là chị build những cái bước chị build nó sẽ như thế nào, tức là ok, thì là như thế này ha. Với một dự án bất kỳ thì khi mà chị muốn build được dashboard, đưa ra được những cái insight tốt hay á, có ý nghĩa cho mình, thì đầu tiên là chị phải đi đọc dự án, chị hiểu dự án đó là nó làm cái gì, cái cơ chế của nó khi mà mình giao dịch mua bán NFT hoặc là token nó ra sao. Và chị cũng phải kết hợp thêm với lại Etherscan nữa để chị xem cái ví chủ của nó là cái gì, tức là rồi chị sẽ phải xem thêm những cái yếu tố khác, giống như là marketing của nó có chạy tốt hay không, cái dự án game đó, nó có được quỹ đầu tư, được những cái công ty uy tín đầu tư vào hay không, để nó củng cố thêm cho cái nhận định của mình á. Xong sau đó chị dựa vào những cái mà mình phân tích về cái luồng di chuyển của data ở trên Etherscan hoặc Explorer khác á, chị mới đưa ra những cái key insight cho nó. Mặc dù là khi mà em càng làm nhiều cái dự án, em sẽ thấy là nó sẽ luôn luôn có những cái indicator chủ chốt, thì kiểu mình practice nhiều là mình sẽ lên tay á. Ok. Rồi có một cái từ khóa mà hồi nãy trong cái câu trả lời em cũng khá là quan tâm, đó là cái luồng dữ liệu giao dịch. Thì có một cái bài viết
trên Coin68. Anh em nào quan tâm thì có thể lên tìm đọc. Nó là một cái phân tích on-chain về cái có thể coi là một cái drama nho nhỏ của USDT trong cái đợt mà lật thanh khoản đấy, tức là ở trên Babool nó có lật thanh khoản. Thì cái bài viết này thì nó cũng rất là gọi là nó thứ nhất là nó vừa mang cái thông tin hữu ích về cái sự kiện đó cho anh em. Thứ hai là nó cũng có một cái yếu tố drama trong đó nữa, tức là rất là nhiều cá voi cá mập họ là cạnh tranh với nhau. Thì cái cảm nhận ban đầu của em khi mà đọc cái ý này thì là khá là flooded, tức là nó bị rất là nhiều những cái thông tin nó từ nhiều nguồn khác nhau và nó khá bị choáng ngợp, tức là nhiều cái luồng giao dịch quá. Và cái thứ hai là cái thông tin từ rất là nhiều nguồn data khác nhau. Vậy thì trong cái quá trình theo dõi một cái, ví dụ như bây giờ có một cái sự cố là USDT nó có biến động chẳng hạn, thì cái việc chị tổng hợp cái nguồn thông tin, cái luồng giao dịch đó sẽ như thế nào, làm sao để cho nó tối ưu hóa nhất, nó khoa học nhất và mình không bị lạc mất trong cái luồng giao dịch đó, thì chỉ có cái cách nào hoặc có cái công cụ nào đó. Thì ok, thì với trường hợp của USDT debug đợt Babool của Curve á, thì để nói một chút về cái cách mà chị tổng hợp thông tin đi ha. Thì đầu tiên là khi mình biết rằng á, USDT nó debug cái những cái fix của nó là nó không phải chỉ là cái lần đó là lần duy nhất, nó đã có rất là nhiều fix và nó debug xong rồi nó lại quay trở lại cái mức $1, đúng không? Thì đúng không? Thì nhưng mà trong cái giai đoạn đó, mặc dù mình biết như vậy, nhưng mà cái tâm lý của những cái người mà hold nhiều USDT á, họ sẽ rất là hoảng sợ. Thì nắm được cái tâm lý đó thì chắc chắn là những cái ví lớn, những con cá voi hoặc là những cái nhà đầu tư mà họ nhanh nhảy á, họ sẽ bắt đầu họ nhảy vào, họ long short USDT đó, để mà họ kiếm được cái phần gọi là chênh lệch giá đó. Thì lúc đó chị mới đưa ra ok, cái quan trọng của mình là mình sẽ phải track được những cái giao dịch nó đáng chú ý, những cái volume lớn, giao dịch có volume lớn mà nó ảnh hưởng tới cái giá của cái USDT trong cái giai đoạn đó. Rồi, thì cái tool á, thì mà những cái tool á, thì thật ra là lúc đó chắc chắn là trong cái giai đoạn đó thì sẽ những cái trang Twitter lớn như là Look On Chain hoặc là Spot On Chain hoặc là của Watchers á, họ sẽ luôn giống như trực tuyến, họ sẽ cập nhật được những cái dữ liệu đó cho mình. Thì ok, mình đã có cái nguồn đó, mình hiểu được cái flow nó như vậy, thì chị sẽ lên, chị tìm xem những cái giao dịch đó, mình đọc xem nó có đáng chú ý, nó ảnh hưởng tới giá nó như thế nào. Và bởi vì cái sự kiện debug của Tribu nó cũng lớn, chị cũng muốn biết rằng nó trước đó nó phải có một cái giao dịch nó phải rất là bự. Tức là nó phải bắt nguồn từ, nó có một cái giao động, nó phải có một cái giao dịch nguồn, tức là một cái nguyên tố đầu tiên để tác động lên cái tỷ giá đó. Thì đó là mình truy từ cái giao dịch đó. Đúng, mình phải truy từ cái giao dịch đó. Đúng, mình trao cái nguyên nhân xong rồi mình thấy được cái nguyên nhân đó nó dẫn tới là USDT debug, thì mình sẽ lại bắt đầu tìm những cái giao dịch nó arbitrage trong cái giai đoạn đó. Thì chị sẽ chỉ cần lên những cái Twitter account đó mình xem, nhưng mà khi mà mình xem thì giao dịch nó cũng đã rồi, thì mình sẽ phải back lại, mình sử dụng những cái tool đó như chị nói, giống như là Watchers chẳng hạn, hoặc là em có thể dùng thêm Debank, một cái tool khá phổ biến để mà mình capture lại những cái giao dịch đó cho nó fit với lại cái thời gian mà mình làm report. Thì còn cái làm sao để mà chị tối ưu hóa cái fit đó, thì Twitter nó có một cái hay, tức là nó cho mình tạo list theo dõi. Thì những cái account mà liên quan tới on-chain thì chị sẽ cho nó vào một cái list on-chain đó. Thì những cái giai đoạn như thế này chị chỉ cần chạy vô cái feed, cái list của chị để chị xem những cái tài khoản đó. Xong sau đó chị sẽ chạy ra bên ngoài những cái giống như là cái follow không thôi đó, những cái tin chung á. Thì khi mà mình xem nhiều chị có thể leak một vài cái tài khoản mà chị hay theo dõi không? Thì nè, đầu tiên là chị thấy là Look On Chain nè, cái thứ hai là Spot On Chain, rồi Data Node nè, rồi chị cũng có không Xcorp, cái đó là cái account chủ của cái thằng Watchers ha. Thì những cái thằng này nó sẽ luôn update cho mình, cũng như nó không giải thích quá chi tiết nhưng mà nó cho mình biết được những cái ví đó, rồi thì từ đó mình sẽ tự đi tìm sâu hơn. Và khi mà em tìm nhiều những cái thứ đó như vậy thì chị nghĩ Twitter nó có cái thuật toán để nó đưa cho gợi ý cho mình những cái tin liên quan nó. Thì khi mà mình cứ kéo đó là mình sẽ thấy được thêm nhiều thông tin nữa, cũng như là những cái nhận định của người khác. Ok, cái câu hỏi này thì nó thiên về những thứ mà ngoài on-chain
Về cá nhân chị thôi, tức là chị có sợ cái cảm giác là khi mà mình phụ thuộc quá nhiều vào những cái dữ liệu on-chain đó, thì cái view của mình về cái dự án hoặc là cái một cái mạng thị trường nào đó nó bị centric, nó bị thu hẹp quá hay không? Và nếu mà chị nghĩ là như vậy thì chị có cái cách nào để những người mà đang họ đang sử dụng những cái phương thức on-chain để làm sao để họ có thể balance, họ cân bằng lại được? Ừ, thì ban đầu đúng là on-chain nó có những người họ sẽ nói là on-chain nó trễ để nọ, người ta giao dịch rồi nó mới thấy, nhưng mà khi mà người ta giao dịch và chỉ có những insider thì họ nắm bắt, còn mình là nếu mà mình follow on-chain thì cũng giống như là mình là cái người thứ hai thứ ba mình biết được cái giao dịch đó, thì trong một số trường hợp mình sẽ có thể là có được vị thế tốt. Tuy nhiên là cũng không nên 100% phụ thuộc vào on-chain, bởi vì cái từ khóa on-chain này bây giờ nó phổ biến quá rồi, thì những cái con cá voi hay là những cái tổ chức lớn họ cũng biết như vậy, họ sẽ có những chiến thuật để mà lừa những cái người mà thích on-chain đó. Thì đối với chị không phụ thuộc 100% vào on-chain đâu, chị chỉ xem, chị chỉ track nó khi mà mình có một cái dự án mình muốn đầu tư, ok mình sẽ tìm ra những cái metrics mà mình cần. Tiếp theo đó là em cũng phải kiểu giống như là mình phải kết hợp cái phân tích cơ bản cái dự án đó, mình phải kiểu so sánh nó với những cái dự án khác coi nó có cái điểm gì vượt hay không, nó có tiềm năng hay không nữa. Và chị với những cái lúc mà tin kiểu giống như là bây giờ đường giá hay on chain gì đó nó đều bị nhiễu hết rồi, thì cái mình còn quan tâm đó chính là cái tin tức nó cứ tới ở ngoài, thì mình sẽ phải kiểu giống như là mình phải biết tổng hợp tin tức những cái tin nào nó, mình phải sâu chuỗi cái sự kiện những cái tin tức đó lại nữa, thì nó sẽ giúp cho mình nhiều hơn thay vì mình chỉ tập trung vào on chain không. Rồi ok, cảm ơn chị Cameron rất nhiều đã có những cái chia sẻ mà rất là tỉ mỉ ở trong cái tập podcast lần này. Và em nghĩ là cái hành trình của chị đến với cái mạng on-chain này thì đâu đó nó cũng sẽ là một cái nguồn cảm hứng cho rất là nhiều bạn đang nghe DeFi Discussion. Tại vì mình willing, mình cảm thấy mình sẵn sàng để nhảy từ một cái mạng truyền thống mà nhảy vào web 3, một cái mạng thị trường mà bây giờ nó cũng chưa rõ ràng đúng lắm rồi. về mặt pháp lý. Tuy nhiên là em nghĩ là đâu đó nó sẽ là một cái gợi ý và một cái nguồn cảm hứng nho nhỏ cho các bạn khá là dè dặt trong cái việc dịch chuyển. Thì ok, cảm ơn chị Cameron rất nhiều đã dành thời gian đến với DeFi Discussion lần này. Và bây giờ sẽ là lời chào của chị Cameron gửi đến các bạn đang nghe ha. Ok, thì coi như là cái buổi podcast ngắn gọn ngày hôm nay cũng giống như là những cái lời mà mình muốn chia sẻ đến với các bạn trong hành trình kiểu tìm hiểu on-chain, và cũng như là những cái bạn mà muốn đang trong cái giai đoạn đắn đo là không biết là mình có nhảy qua cái lĩnh vực này hay không. Thì thực ra là cái lĩnh vực này đối với mình nó rất là tiềm năng, khi mà bạn có là cơ hội tiếp xúc được với những càng nhiều người mà họ đã nhảy từ truyền thống qua cái mạng web 3 này, bạn sẽ thấy rằng có những lúc bạn sẽ phải đánh đổi để mà mình có được những cái to lớn hơn ấy. Cho nên là cứ thử thách thôi và dám chấp nhận. Ok, xin cảm ơn chị Cameron rất nhiều. Rồi, hẹn gặp lại anh em trong DeFi Discussion tuần tiếp theo. Hy vọng là chúng ta sẽ còn có cơ hội gặp lại nhau và cùng nhau chia sẻ những thông tin thú vị xoay quanh thị trường ha. Rồi, bye bye anh em.